tôi đi chợ, nhưng mà không phải đi siêu thị mà bây giờ phải giữ khoảng cách thế này nè các bạn. Tôi đứng hàng này, đây là con trai tôi. Bây giờ mình đang thực hiện giãn cách. Ôi ơi, bộ hơi bị lâu à. Đường phố nè các bạn, đây khu vực siêu thị Co-op-Mart ở Củ Chi. Ngoài đường chỉ toàn là xe hàng thôi các bạn ơi, không còn xe chở khách hay gì hết. Mọi người đi ra đường chỉ là để đi mua nhu yếu phẩm, mua lương thực. Đây, đây những người ngồi trước tôi nè, ngồi chờ nè. Đây là có thêm một số người tới ngồi sau. Như vậy là tuần tự đi vào trong siêu thị. Lại tiếp tục người đến thì lại ngồi tiếp tục là xếp hàng tự mình, tức là tự mình thấy rằng là nên làm điều gì đó, giữ trật tự, giữ an toàn. Và tôi ghi lại chút xíu hình ảnh đưa lên cho các bạn thấy. Bây giờ tôi vẫn còn đang ngồi chờ. Tôi là đứng cái hàng ghế thứ 5. Đằng sau lưng tôi lại có những người ta cũng đang tiếp tục chờ. Tất cả là chúng tôi ra ngoài đường chỉ để đến siêu thị mua lương thực. Mong rằng dịch bệnh qua mau. Chúc hình ảnh để lại cũng gọi là kỷ niệm nha các bạn. Siêu thị là đông lắm, nhưng mà bây giờ thì phải như vậy nè. Tôi chào các bạn. Chút xíu vào trong đó tôi lại tiếp tục tôi quay cho các bạn xem. Rồi. Xin chào tất cả các bạn mình.